Đây bạn, đây là cái cây dendro mình đã áp dụng được hơn 1 tháng nha bạn. Đây, các bạn thấy hai cái cây con của nó ra rất mập luôn không? Đây. Và rễ rễ non ra rất là nhiều nha bạn. Đây, các bạn thấy không? Ở phía dưới đây nữa ha. Đó. Đây, chào bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mấy bạn cái cách mà dùng cái bã cà phê đó bạn để làm phân bón cho cây lan ha. Cái bã cà phê này không phải mấy bạn cứ cho vô nước mấy bạn pha quậy ra là mấy bạn tưới cho cây lan là được đâu nha bạn. Mấy bạn làm như thế thì cũng được nhưng mà nó không có cung cấp đủ các chất trong cái bã cà phê này cho cây lan của chúng ta ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cái cách ủ như thế nào để cho mấy bạn đạt được kết quả tốt nhất nha. Đây mấy bạn, mình dùng bã cà phê ha, bã cà phê đã qua sử dụng nha bạn. Một thìa muỗng ăn canh đầy như thế này thì chúng ta sẽ pha ra được với 2 lít nước. Mấy bạn cho vào một cái ly bằng sành nha, để mà khi chúng ta chế nước nóng vào nó không có bị béo. Để mấy bạn cho vào cái hũ nhựa hay gì đó thì nó sẽ bị béo ha. Cho vào cái ly sành như thế này, cho nó nóng vào. Và đợi khi nước nóng đã nguội rồi mình cho vào một cái hũ và mình sẽ đậy nắp lại để khoảng 5 ngày ha. Cho những cái chất nitơ, kali và magie trong cà phê này nè, nó hòa tan, nó tan được ra hết với nước. Còn nếu như mấy bạn mà không có ủ 4-5 ngày á, thì mấy bạn để vừa cho vào mà và đợi 2 tiếng sau nước nó nguội mấy bạn tưới á, thì những cái chất đó nó chưa có được hòa tan vô trong nước của chúng ta nha các bạn. Nó cũng có hòa tan nhưng mà không không có nhiều. Chúng ta ủ khoảng 4 đến 5 ngày thì nó sẽ tốt hơn ha. Đây bạn, đây là cái cây dendro mình đã áp dụng được hơn 1 tháng nha bạn. Đây, các bạn thấy hai cái cây con của nó ra rất mập luôn không? Và rễ non ra rất là nhiều nha bạn. Đây, các bạn thấy không? Ở phía dưới đây nữa ha. Đó. Cái đầu xanh ra rất là nhiều. Ở đây mình lưu ý mấy bạn trước khi mà mấy bạn tưới tưới cho cây lan á. Nếu mấy bạn trồng số lượng nhiều á thì mấy bạn nên phun nước sương qua một lượt hết khoảng nửa tiếng giùm mình ha. Tại vì sao phải phun nước trước khoảng nửa tiếng? Đây, mấy bạn thấy cái rễ lan không? Những cái trắng trắng này nè. Thì khi mà mấy bạn tưới nước tưới phân lên liền á thì cái nó sẽ không hấp thụ được cái phân toàn diện toàn không hấp thụ hết được cái phân đó ha. Thì mấy bạn phải tưới tưới nước trước khoảng khoảng 30 phút cho cái lông ở cái rễ nó mềm ra mấy bạn. Lúc đó thì cái rễ lan của chúng ta mới hấp thụ nước được hết ha. Còn nếu mấy bạn trồng số lượng ít á, vài cây á, thì mấy bạn có thể chuẩn bị cho mình một cái thao nước như thế này ha, và chúng ta ngâm cái bộ rễ nó vào, cho cái rễ của nó ướt đều hết trước khoảng 30 phút hoặc là 20 phút. Nếu chúng ta ngâm như thế này thì chúng ta có thể ngâm khoảng chừng 20 phút là được nha bạn. Ngâm như thế này cho cái rễ nó của nó, cái lông hút của nó nở ra, thì lúc đó chúng ta bón tưới phân vào á, thì nó sẽ hấp thụ nhanh hơn và hấp thụ được hết các chất phân mà chúng ta bón cho cây lan ha. Đấy bạn, đây là cái bã cà phê mà mình đã ủ được 5 ngày nha bạn. Ủ được 5 ngày ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ lọc lọc nó ra để mà lấy cái nước nha bạn, bỏ hết cái cặn nó ra ha. Các bạn nên quậy đều trước khi lọc để cho các chất trong lắng ở dưới nhiều ngày thì nó hòa tan hết. Các bạn nên lấy một miếng vải nha bạn, miếng vải hưa mà lọc sẽ tốt hơn là cái dây ha. Cái dây thì cái bã cà phê nó mịn quá thì nó sẽ bị nó cũng rớt xuống ha. Cái này cái miếng vải này của mình nó hơi nhỏ.
Sau khi chúng ta lọc để lại loại bỏ hết các cặn của nó thì chúng ta cho vào một cái bình 2 lít ha. Bình này mình đã chế nước rồi nha bạn. Thì lúc nãy mình cũng đã có nói đó, thì lưu ý các bạn là đừng có cho nhiều quá nha. Một muỗng ăn canh bã cà phê thì chúng ta pha ra khoảng 2 lít nước để tưới cho lan. Đừng có pha nhiều quá mà nó ảnh hưởng đến cái rễ nha các bạn. Và đây mà cái rễ lan của chúng ta sau khi chúng ta ngâm nước được khoảng 30 phút thì những cái lông hút ở phía dưới đây nó đã bắt đầu chuyển sang màu xanh, nó đã thấm ướt hết nước để nó hút được cái chất dinh dưỡng tốt nhất. Thì cách tưới thì cũng bình thường như là tưới phân phân hốt bình thường thôi nha bạn. Mấy bạn cứ phun đều ướt hết lên lên lá, lá gốc và rễ cho mình hết ha. Phun mặt trên và mặt dưới luôn nha bạn. Phun ướt đẫm hết tất cả các rễ. Cái này là mình lấy ví dụ một cây xuống mình làm video cho mấy bạn, còn bình thường mấy bạn cứ treo ở trên trên cái giàn lan của mình và mấy bạn phun thôi ha. Mấy bạn lưu ý cho mình một điều là tưới lan là mấy bạn phải tưới vào buổi sáng nha bạn, không được tưới vào buổi trưa ha. Nếu mà tưới vào buổi chiều thì tầm khoảng 3 giờ đến 4 giờ thì mấy bạn tưới, đừng có tưới vào giờ tối trễ quá ha, nó sẽ không có tốt cho cái cây lan của chúng ta do cái nước nó đọng trên cái nắp lá đó là thì nó sẽ dễ làm cho cây lan của chúng ta mắc nhiều cái bệnh ha. Thì cũng xin nói luôn những cái video của mình quay á là mình đã áp dụng và thành công thì mình mới quay lại chia sẻ cho anh em, còn những cái mà kỹ thuật mà mình không có áp dụng của mình áp dụng không thành công thì mình không có quay chia sẻ ha. Ở đây mình cũng xin nói luôn ha, cái tiện của cái dùng bã cà phê làm phân bón cho cây lan đó là một cái phân hữu cơ ha, thì chúng ta có thể pha chung với những cái thuốc kích hoa khác, nó không ảnh hưởng và không làm biến đổi chất của cái thuốc mà chúng ta tưới cho cây lan nha bạn. Đây, các bạn nhìn thử hai cái kia này của mình lên được 1 tháng rất là mập mập và to ha, trong khi bộ rễ phát triển rất là mạnh. À, cuộc sống thật mình xin kết thúc video đây nha mấy anh em. Nếu mà mấy anh em thấy thích thấy hay thì hãy cho mình xin một like ha, một đăng ký kênh để mà làm động lực cho mình ra thêm nhiều video khác nha. Chào tạm biệt cả nhà.